Xin chào các bạn đang xem kênh Lan Orchide Người Việt ở Pháp. Các bạn thấy hoa nở đẹp không? Hôm nay là đã đầu tháng 9 rồi các bạn. Ở châu Âu nói chung và ở Pháp nói riêng là đã bước vào mùa thu rồi. Thì thời tiết nó tương đối là cũng hơi se se lạnh một xíu, mà hoa vẫn nở. Và đặc biệt là những cây dâu của nhà mình đó, nó vẫn có hoa và vẫn đang cho trái các bạn. Năm nay mình trồng dâu nó được mùa, cho tới mùa thu mà nó vẫn còn cho trái rất là nhiều, các bạn nhìn thấy đẹp không? Còn cái cây dâu bên này nè các bạn, bên tay phải nè, nếu như các bạn đã từng xem những video trước của mình á, thì cái video mà mình đi nghỉ hè một tuần ở dưới miền Nam nước Pháp về đó, thì cái cây này là nó chết queo luôn, nó khô nước đó. Nhưng mà không ngờ mình tưới nước cái nó sống lại các bạn, nó không chết luôn, bây giờ nó đang cho hoa, cho trái nhiều đó. Còn những cái chậu dâu treo của mình nè, đó, nó vẫn cứ ra hoa, vẫn cứ ra trái luôn, nhìn đẹp không các bạn? Nếu mà nhà các bạn nào có diện tích đất mà nhỏ ít thì các bạn nên tận dụng những cái chậu treo như vậy. Mình trồng dâu nó vừa dễ trồng, nó vừa cho trái, gần như là từ khi mình trồng là hồi tháng 3 đến bây giờ là cũng phải là 5-6 tháng rồi đó các bạn, là mình có dâu ăn liên tục luôn. Thế là từ khi các bạn trồng cho tới khi các bạn thu hoạch là khoảng 4 tuần. Nếu mà các bạn chưa xem những video trồng dâu của mình á, thì các bạn cứ tìm lại trong cái list của mình ha. Có những cái video mà mình chia sẻ cách trồng dâu nè, rồi cách trộn đất, rồi cách trồng như thế nào để cho cái cây dâu nó phát triển tốt đó. Con gái của mình nó mê dâu lắm, mỗi lần mà đi ra ngoài vườn là nó cứ dâu, xong rồi tự hái dâu ăn luôn á. Bây giờ mình qua cái phần hái rau, thu hoạch rau nha. Các bạn ơi, hôm nay mình ra thu hoạch rau lan nha, rồi thu hoạch luôn rau tía tô với lại kinh giới rau thơm á, rồi bón phân cho cây, chứ không thôi là cây nó pha, nó đợt sau nó lên nó sẽ không có ra nhiều lá cho mình ăn đó. Nè các bạn coi cái lá rau lan nó to quá trời rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy cái lá rau lan to không ha? Cọng rau lan quá trời ngon luôn á, tươi thiệt là tươi luôn nè các bạn. Cô cái này luộc chấm mắm nêm ăn ngon lắm, đúng là món của miền Trung luôn á, Đà Nẵng. Đây, mấy cọng rau lan nhìn đã không? Có mấy cái lá già, lá hư này mình phải cắt tỉa luôn các bạn. Và sau đó mình cắt tỉa xong rồi là mình bón phân cho cây để cho nó có chất dinh dưỡng vô thì nó mới cho mình, cái đợt sau nó mới cho mình tốt được. Bình thường mình không có bón phân nhưng mà mình thấy bón phân vô thì cây nó phát triển tốt hơn các bạn. Rồi coi nó mọc thành nguyên một cái dãy dày luôn. Cái này vô phải lặt lại. Đây các bạn, hôm nay được rổ rau lan chừng này chắc cũng được dĩa rồi các bạn. Vô mình lặt lại cho mình luộc xíu chắc cũng được dĩa nhỏ nhỏ rồi đây. Kệ, ăn cho nó đỡ ghiền. Bây giờ mình thu hoạch tiếp tục hết cái cây này nha, rồi để mình bón phân á, mình bón phân cái chỗ này cho nó lên tốt. Cắt tỉa xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ bón phân cho cây nè. Các bạn nhìn coi cái phân bón nè, để mình quay cho các bạn coi cái này á. đây là cái phân bón mà dạng viên, thì nó dùng cho tất cả các loại rau củ, cà chua, trái cây rồi đó.
Đó, cà chua nè, bây giờ mình phải bón phân cà tím, nói chung là tất cả các loại rau củ thì nó là dạng viên. Mình bón là khoảng mỗi 2 tuần đó, mình cho khoảng một muỗng cà phê hoặc là một muỗng muỗng canh đó, mình cho xa xa cái gốc cây nha các bạn. Còn nếu mà rau củ rồi các thứ đó, thì mình cứ rải trên cái mặt đất thôi, mình không có cần phải bón vô từng gốc của cây đâu. Bây giờ mình sẽ làm cái này rồi các bạn coi kết quả là rau của mình nó sẽ phát triển trong vòng khoảng một tuần 10 ngày tới như thế nào nha. Tiếp tục sẽ thu hoạch nữa cho các bạn. Các bạn nhìn thấy cây dưa leo của mình phát triển tốt không các bạn? Mỗi một nách lá là nó cho một quả nè, có nhiều nách lá nó cho tới hai quả luôn. Nhưng mà các bạn nên chú ý một xíu là khi mà trồng dưa leo á, tại vì cái giống này là giống dưa leo baby của Việt Nam, mình mua hạt rồi mình mang mình trồng ở bên Pháp, thì cái thời tiết khí hậu ở Pháp với Việt Nam mình nó không giống nhau, cho nên là nó rất là khó trồng. Và thêm một cái nữa là cái cây dưa leo này nó đặc biệt rất là thích ánh sáng, nó cần rất là nhiều nước và rất là nhiều những chất khoáng, protein và vitamin trong quá trình nó mang quả. Cho nên nếu mình bón không đủ phân cho nó thì nó sẽ không đậu trái đâu các bạn. Thời gian đầu mình không biết, mình không có bón phân thì mấy cái trái non nó ra đó, xong rồi nó teo hết trơn, nó không đậu được trái nào hết. Sau đó là mình bón thúc cho nó được 2 tuần nay rồi đó, thì trái nó bắt đầu mới to ra và nó mới đậu trái được đó các bạn. Thì hy vọng là với chia sẻ của mình thì các bạn có thêm một chút xíu kinh nghiệm trong việc trồng dưa leo giống Việt Nam mà tại ở châu Âu nha. Video của mình đến đây cũng mình xin kết thúc ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành ủng hộ kênh Lan Orchidea Người Việt ở Pháp. Chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui và luôn tìm được những cái niềm vui trong việc trồng cây như mình nha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye.